chiều ngày hôm nay, Nguyễn Khang xin gửi lời chào đến tất cả quý vị. Chúng ta đang cùng đến với show thứ hai của Ford Việt Nam trong triển lãm Việt Nam Auto Show 2019. Thưa quý vị, như vậy hôm nay là ngày thứ tư và hôm nay là show thứ hai của chúng tôi trong ngày hôm nay. Và chúng tôi đã đón được rất nhiều lượt khách đến với gian hàng của Ford Việt Nam. Trong triển lãm lần này, chúng tôi giới thiệu đến quý vị những dòng xe mới nhất, những dòng xe bán chạy nhất của Ford tại thị trường Việt Nam. Và bên cạnh đó là những tính năng tích hợp hiện đại trong những dòng xe của Ford. Trước khi chúng ta những món quà chúng tôi gửi đặt cho quý vị trong ngày hôm nay, hãy cùng gặp gỡ những người mẫu của chúng tôi. Họ sẽ giới thiệu đến quý vị những dòng xe đang bán chạy nhất của Ford. Xin mời. Thưa quý vị, hiện tại Ford đang dẫn đầu trong các phân khúc xe bán tải với Ranger và Raptor, xe thương mại với Ford Tourneo và Transit, phát triển mạnh mẽ với bộ sản phẩm thể thao đa dụng SUV phong phú từ Explorer cỡ lớn đến Everest hạng trung và EcoSport đô thị. Đặc biệt, khi tham gia triển lãm ô tô Việt Nam 2019, Ford còn trưng bày mẫu xe tương lai Escape, mẫu SUV hạng trung mới, làm dày dặn thêm gia đình SUV tại Việt Nam. Và bây giờ hãy cùng chờ đón những người mẫu nước ngoài của chúng tôi giới thiệu đến quý vị những chiếc xe của Ford Việt Nam. Quý vị thông qua một cái trò chơi nhỏ, Nguyễn Khang sẽ đi một lượt qua tất cả những chiếc xe. Quý vị chỉ cần nhớ những thông tin đó và sau đó quý vị trả lời lại với chúng tôi, trả lời đúng chúng ta có quà quý vị nhé. Nào, hãy cùng bắt đầu với Ford Tourneo. Chiếc xe Tourneo màu trắng ở phía bên góc trái màn hình của quý vị. Đây là một chiếc xe mà dung tích của nó có thể đáp ứng nhiều nhu cầu chuyên chở những chuyên viên và chuyên gia, nhu cầu cho các công ty du lịch, khách sạn, resort, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải cho thuê xe và các gia đình đồng thành viên. Nếu quý vị đắt có một nhu cầu như thế thì xin hãy nghĩ đến Ford Tourneo. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp Jennifer với chiếc tiếp theo, đó là chiếc Ford Explorer. Oh, chiếc xe này của chúng tôi là chiếc xe bán chạy nhất SUV của Ford tại thị trường Mỹ. Trong vòng 25 năm qua, chúng tôi đã bán hơn 7 triệu chiếc. Vị trí là cứ 2 phút trôi qua, hiện giờ chúng tôi bán một chiếc tại thị trường nước Mỹ. Và đây chính là chiếc Explorer. Nào, chúng ta cùng gặp gỡ Mimi với chiếc EcoSport. Wow, còn gì tuyệt vời hơn khi mà quý vị thấy cái chiếc xe này. Ngoài cái thiết kế của nó khá là mạnh mẽ, nhỏ gọn, thích hợp với địa hình tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể thấy là gầm cao. Nếu mà quý vị đi qua những khu vực nước thì vô tư đi, không sợ bị tắt máy đâu. Tiếp theo nữa, quý vị thấy là những tính năng hiện đại được tích hợp bên trong chiếc xe này. Coi như là nếu mà quý vị là lái xe dành cho gia đình thì đây là một sự lựa chọn rất thích hợp quý vị. Nào, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Lily với chiếc Ranger Wildtrak. Khi mà nói đến chiếc xe này thì quý vị chỉ cần nhớ một số thông số rất là đặc biệt của chiếc Ranger của chúng ta. Đây là chiếc xe có định vị vệ tinh, điều khiển bằng giọng nói, điều hòa hai vùng tự động và kiểm soát tốc độ tự động. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với chiếc Everest với Lawrence. Thưa quý vị, cô nàng của chúng ta giới thiệu đến quý vị chiếc Everest. Chiếc chỉ cần nhớ một chi tiết đặc biệt của chúng tôi, đó chính là chiếc SUV của Ford Việt Nam được trang bị động cơ pin turbo 10 cấp là xong. Tiếp tục, đây là chiếc Ranger Raptor. Oh, nếu mà quý vị nhìn thấy chiếc màu xanh này thì quý vị thì sẽ hút lên rồi. Đây chính là chiếc xe địa hình chính xác. Chúng tôi chỉ cần quý vị nhớ ba chữ, đây chính là chiếc siêu bán tải. Ngoài việc thích hợp để quý vị đi phượt ở những địa hình đồi núi với động cơ vô cùng mạnh mẽ, thì cái khoang phía sau thích hợp cho chúng ta có thể chứa đựng được rất nhiều đồ. Và nếu quý vị đi những cái nơi mà địa hình hiểm trở khó khăn thì đây là sự lựa chọn của quý vị, siêu bán tải. Nào, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Adam và Brittany. Adam và Brittany giới thiệu đến quý vị chiếc Ford Escape 2019. Chiếc này thì chưa bán ra, nhưng mà mấy ngày nay thì chúng tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm của quý vị là chiếc này khi nào bán giá bao nhiêu. Thưa quý vị, dự đoán là chiếc xe này sẽ là chiếc xe hot nhất của Ford trong thời điểm sắp tới, bởi vì rất nhiều người của chúng tôi quan tâm và muốn đặt mua chiếc xe này. Và ngoài việc mà quý vị thấy là thiết kế của nó thì chúng tôi cập nhật những tính năng ưu việt nhất, thông minh nhất trong chiếc xe Ford Escape 2019. Và bây giờ, anh sẽ cùng lướt qua những câu hỏi của chúng tôi. Rất dễ đúng không quý vị? Quý khán hỏi quý vị.